Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Theo mọi người á, thì có nên lùi giờ học cho học sinh không? Mọi người biết không, một trong những điều á, mà mình ngán nhất trong giai đoạn đi học á, đó là phải liên tục nghe tiếng báo thức lặp đi lặp lại, rồi phải thức dậy lúc tờ mờ sáng để mà chuẩn bị đi học. Và thậm chí có nhiều hôm á, là dậy mà đầu nhức bưng bưng luôn, nhưng vẫn phải lết dậy để mà chuẩn bị đi học. Mình tin chắc á, trong 12 năm đi học, ai cũng sẽ trải qua những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà đương nhiên, mình không thể dùng cái lý do phiếm diện như vậy để mà làm ra cái vlog này được. Nói đến vấn đề này là phải có bằng chứng cụ thể. Những điều mà mình chia sẻ trong video này á, là dựa vào những gì mà mình đã tìm hiểu được trên mạng, cũng như phần lớn là đến từ quyển sách Sao Chúng Ta Lại Ngủ của tác giả Matthew Walker, một vị tiến sĩ về tâm lý học cũng như là khoa học thần kinh, người đã dành hơn 20 năm để mà nghiên cứu về giấc ngủ. Trước khi đi tiếp với video ngày hôm nay á, thì nếu mà các bạn yêu quý mình, hãy đăng ký kênh cũng như là like để mà ủng hộ mình, nút share kế bên luôn thì càng tốt, mình không chê đâu. Vào video thôi. Trong một nghiên cứu đáng chú ý của Edwin Fibert, một nhà nghiên cứu giấc ngủ tiên phong đã chỉ ra rằng thanh thiếu niên thì sở hữu cho mình một phiên bản chưa hợp lý của bộ não người trưởng thành, tức là một bộ não chịu nhiều rủi ro hơn và khả năng đưa ra quyết định tương đối kém. Và chưa hợp lý, chưa hoàn thiện nghĩa là sao? Nghĩa là ở lứa tuổi 16 là cơ bản phần phía sau của bộ não đã như người trưởng thành, đảm nhiệm vai trò là nhận thức không gian và thị giác, nhưng mà phần phía trước của bộ não thì vẫn như là một đứa trẻ. Vỏ não trước trán là vùng trán nằm ở phía trên nhãn cầu, được phát triển nhất ở con người so với những loài linh trưởng khác, được kết nối chặt chẽ với hạch hạnh nhân, nơi đóng vai trò chủ yếu trong việc phản ứng cảm xúc nè, đưa ra quyết định nè, cũng như là xử lý ký ức. Nếu mà không ngủ, hai vùng của bộ não này sẽ bị mất kết nối với nhau. Giấc ngủ không phải là yếu tố duy nhất khiến cho bộ não trở nên chín chắn và phát triển hơn, nhưng nó là yếu tố mở đường cho kỹ năng tư duy và lập luận kỹ càng, chặt chẽ. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hoạt động mà tất cả chúng ta dành 1 phần 3 cuộc đời để mà thực hiện. Đó chính là việc đi ngủ ha. Giấc ngủ thì được chia làm hai loại, bao gồm là REM, mà mình xin gọi tắt là REM, Rapid Eye Movement, tức là cử động mắt nhanh, và Non-REM, tức là Non-Rapid Eye Movement, là không cử động mắt nhanh. Tiếp theo, mọi người hãy cùng nhau quan sát sơ đồ cùng mình ha. Trong nửa đêm đầu á, tức là từ 11 giờ cho đến 3 giờ sáng á, là phần lớn chu kỳ 90 phút của chúng ta là bị giấc ngủ non-REM sâu chiếm trọn. Là đường màu vàng, mọi người thấy không? Là ở giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 3 giờ này á, là chúng ta dành rất là ít thời gian cho REM. Giấc ngủ sâu có thể là động lực thúc đẩy sự trưởng thành của bộ não, không có chiều ngược lại. Qua nửa sau của đêm, tức là từ 3 giờ trở đi á, là ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho giấc ngủ REM. Tức là đoạn màu đỏ, mọi người thấy không? Giai đoạn REM á, được xem như là giai đoạn kiến tạo. Việc tạo nên các bộ phận của bộ não á, diễn ra vào cái khoảng thời gian giấc ngủ REM tăng vọt này, tức là sau nửa đêm. Hãy tưởng tượng nha, kiểu ngủ REM á, như là một nhà cung cấp mạng, nối những cái đường dây tới các căn nhà. Sâu xa hơn á, là mọi người có biết là trong giai đoạn phát triển của thai kỳ á, em bé dành khoảng 24 tiếng thời gian để mà đi ngủ. Bao gồm á, là 6 tiếng giấc ngủ non-REM, 6 tiếng giấc ngủ REM, 12 tiếng còn lại á, là trong giai đoạn giấc ngủ không xác định được. Trong 3 tháng cuối của thai kỳ á, ý thức về sự tỉnh táo mới xuất hiện lờ mờ. Trong 2 tuần cuối của thai kỳ là thai nhi sẽ dành khoảng 9 tiếng đồng hồ cho giấc ngủ REM. Và ở tuần cuối của thai kỳ á, là giấc ngủ REM tăng lên 12 tiếng. Đây cũng được ghi nhận là giai đoạn mà một người dành nhiều thời gian nhất cho kiểu ngủ này. Vào những năm 90, các nhà khoa học đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu, đó là tước đi giấc ngủ REM ở đàn chuột con. Khi mà không có giấc ngủ REM á, là việc kiến tạo bộ não nó bị dừng lại. Cho đến khi đàn chuột con được phép thực hiện lại giấc ngủ REM á, thì việc lắp ráp mái nhà, vỏ não trước á, mới được thi hành trở lại. Nhưng nó không tăng tốc, thậm chí là không tìm được đúng hướng để mà phát triển luôn. Tương tự, bộ não của trẻ sơ sinh không ngủ sẽ là bộ não chưa từng được phát triển. Nhưng sẽ có một vấn đề, khi mà giấc ngủ REM á, cứ kiến tạo,
mà không tỉa tót lại sẽ xảy ra một cái tình trạng đó là bị dư mới nói, cũng như là các nhà cung cấp mạng sẽ đều trao mức độ cao về dữ liệu cũng như là băng thông đến mọi nhà trong giai đoạn đầu này mà chưa có thông tin rằng liệu nhà này dùng nhiều hay là dùng ít. Mẹ thiên nhiên đã phải nghĩ ra một cách để mà tỉa tót những cái mối nói dư thừa đi. Vòng tu sửa này sẽ diễn ra ở cuối kỳ ấu thơ cho đến thời niên thiếu. Vòng này sẽ lược bớt những cái mối nói dư thừa đi và được đảm nhiệm bởi kiểu ngũ non-rem, cũng chính là chức năng chính của kiểu ngũ này luôn. Khi mà giấc ngủ non-rem sau thực hiện cuộc đại tu và tinh chỉnh bộ não cuối cùng trong thời niên thiếu, các kỹ năng nhận thức nè, lý luận và tư duy phản biện bắt đầu cải thiện theo tỷ lệ giấc ngủ non-rem thay đổi. Đi qua chức năng của hai kiểu ngủ để mà có thể hiểu thêm về tầm quan trọng của việc đi ngủ, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên, thì sẽ nảy sinh ra một câu hỏi: tại sao là cứ phải là lùi giờ học mà không phải là nhờ thanh thiếu niên đi ngủ sớm hơn? Mình cũng có đọc một vài bài báo, trong đó có cái bình luận như này: tôi biết là đa phần các em ở độ tuổi này sẽ có điện thoại thông minh, thì nhiều em là đã thức khuya để mà chơi game và xem phim. Việc cho lùi thời gian học đi muộn một tí sẽ làm cho các em càng có cớ để mà thức khuya hơn. Thì mình không phủ nhận là sẽ có trường hợp này, nhưng mà mình cũng muốn bổ sung thêm với mọi người là đối với những bạn trẻ trong độ tuổi dậy thì sự thay đổi nhịp sinh học sẽ xảy ra ở mọi thiếu niên trong giai đoạn này. Có thể là một đứa trẻ lúc 9 tuổi thường sẽ đi ngủ vào lúc 9 giờ, điều đó được ha, nhưng cũng đứa trẻ đó khi mà bước vào độ tuổi 16 thì nhịp sinh học có sự thay đổi đáng kể và thường sẽ không có hứng thú đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Cha mẹ thường tin rằng các mẫu ngủ này thường phản ánh một cái sự lựa chọn có ý thức rằng con họ thật sự muốn như vậy, chứ không đời nào họ nghĩ đây là một mệnh lệnh sinh học. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời nó liên quan tới thuyết tiến hóa xã hội. Việc ngủ trễ này như một hình thức mẹ thiên nhiên giúp cho cái thanh thiếu niên tách dần ra khỏi sự kiểm soát của ba mẹ. Vì suy cho cùng ở độ tuổi này, các bạn trẻ thường đề cao sự tự lập lên hàng đầu. Việc yêu cầu một đứa trẻ thanh thiếu niên ngủ vào lúc 10 giờ tối như việc yêu cầu ba mẹ của các bạn ngủ vào lúc 7-8 giờ vậy. Tương tự, việc yêu cầu thanh niên đó dậy vào lúc 7 giờ sáng như việc kêu ba mẹ của bạn đó dậy vào lúc 4-5 giờ sáng vậy. Nhịp sinh học cứ thế tiếp diễn cho đến khi bước vào giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành. Và việc cuối cùng, mọi người có thắc mắc là tại sao là chúng ta phải luôn ngủ đủ 8 tiếng mà không phải là một con số nào khác như là 10 tiếng, 11 tiếng, 12 tiếng không? Dựa vào sơ đồ giấc ngủ thì một giấc ngủ đủ phải có 5 chu kỳ. Mà mỗi chu kỳ nó lại 90 phút thì tức là 450 phút và là 7 tiếng rưỡi. Chưa kể thời gian lên giường chuẩn bị để mà đi vào giấc ngủ thì 8 tiếng là một khoảng thời gian quá hợp lý rồi. Đây, mọi người có thể tham khảo thêm về bản giấc ngủ mà mình đã sưu tầm được trên mạng ha. Giống như nếu mà khi mà chúng ta muốn dậy vào lúc 7 giờ là thường chúng ta phải ngủ vào lúc 11 giờ 15 đêm. Còn chúng ta muốn dậy vào lúc 6 giờ 30 là chúng ta phải ngủ lúc 10 giờ 45. Vậy đó. Thì cuối clip theo mọi người thì việc lùi giờ học cho học sinh trễ hơn một tí là có cần thiết không? Các bạn hãy cùng nhau bình luận phía bên dưới cho mình cùng biết ha. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh nếu mà cảm thấy video này có ích cho bạn, cũng như là share chiếc video này cho người mà bạn muốn gửi tới nhất ha. Cảm ơn bạn vì đã để mình tạo nên một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau ha. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.